10 kỹ năng thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra. Khi có cháy nổ xảy ra, hãy bình tĩnh, thông báo cho mọi người xung quanh và gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số 114. Kỹ năng 1. Cần bình tĩnh, hướng dẫn trẻ nhỏ nếu có cùng thoát nạn. Kỹ năng 2. Để tránh bị ngạt khói, di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn ướt lên miệng và mũi. Trong khi bò, nên bò men theo bờ tường để tìm lối thoát nạn một cách nhanh nhất. Kỹ năng 3. Khi thoát nạn trong nhà cao tầng, cần bình tĩnh di chuyển theo đường cầu thang bộ. Tuyệt đối không được chen lấn xô đẩy trong quá trình thoát nạn và không được sử dụng thang máy để thoát nạn. Kỹ năng 4. Nếu phải mở cửa thì phải kiểm tra nhiệt độ của cửa trước khi mở. Sử dụng mu bàn tay để kiểm tra. Khi mở cửa phải tránh mặt và người sang một bên để phòng lửa tạt. Kỹ năng 5. Trường hợp lửa bùng phát, khói và khí độc bao trùm hành lang, cần bình tĩnh dùng chăn, khăn ướt hoặc băng dính, bịt kín các khe hở cửa để tránh khói khí độc tràn vào phòng và chờ lực lượng chữa cháy. Kỹ năng 6. Cần di chuyển ra ngoài ban công, cửa sổ, gọi to hoặc dùng các vật như khăn, áo, mũ, đèn để ra tín hiệu cầu cứu. Kỹ năng 7. Khi được đến cứu, phải bình tĩnh làm theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Kỹ năng 8. Tuyệt đối không núp trong nhà vệ sinh, gầm giường, tủ quần áo hay những vị trí khó tìm. Kỹ năng 9. Trong trường hợp quần áo bị bén lửa, hãy nằm xuống và lăn người qua lại để làm tắt ngọn lửa. Kỹ năng 10. Khi xảy ra sự cố cháy nổ tại nơi tập trung đông người như trung tâm thương mại, siêu thị, rạp chiếu phim, việc đầu tiên là phải thật bình tĩnh, tìm cách hoặc tuân theo sự chỉ dẫn của nhân viên hướng dẫn thoát ra khỏi tòa nhà qua các lối thoát nạn thông thường như buồng thang bộ, nơi có đèn exit lối ra là nơi thoát nạn an toàn nhất. Nếu phải băng qua lửa, hãy làm ướt quần áo, dùng chăn, áo, chất liệu cốt tông, nhúng nước trùm lên đầu. Tuyệt đối không nhảy xuống, trừ khi có đệm không khí của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở phía dưới. Trong trường hợp cháy nổ, đông người hỗn loạn, di chuyển theo hướng dòng người đang thoát nạn, không chạy ngược dòng đám đông hoặc chèn ngang vì dễ tử vong do dẫm đạp.